Wow, guarda, có ui nó quá ngọt.
cháu mày đem vô, không lẽ mày ăn gần anh to mày mày chết cô á. Cá ngon lắm gì, cá ngọt, dai. Đây là cá lóc đồng, nằm khoảng 1 kg quá, nó không có bách. Cá quá không có bách. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lái còn chở người ta ở khách ra bỏ. Cảm ơn các bạn. Nấu ăn ba. Cảm ơn mà con các bác đã xem video này.